em sợ đi ra ngoài với chồng lắm. Mỗi lần mà em đi ra ngoài với chồng á, em hay bị nghe xì xào á. Cái mặt của em á là nó khô ráp, với lại nó có những cái vết nám nè chị, tại da mà, với lại nếp nhăn nữa. Thực ra em biết sao, đôi khi có thể có những người, người ta cũng nói bâng quơ vô tâm vậy đó, nhưng mà có giải pháp. Tại vì chị thấy rằng là được, thứ nhất là em cũng cao ráo nè, khuôn mặt của mình thì cũng nét, nó cũng rất là đẹp, mũi rất là cao, cái đôi mắt của mình nó cũng rất là, nó 3-5 phần bằng nhau. Rồi gương mặt của mình nói chung là mình không có cái vấn đề gì hết á, chỉ có điều là mình chịu khó chăm chút một chút thôi. Trong lúc gương mặt của mình là cơ cũng mất, collagen cũng mất, elastin cũng mất, da nó cũng bị trùng nhão. Thế thì mình phải có cái sự phối hợp. Thì để chị phối hợp cho em công nghệ anti-aging thì cái da của mình nó sẽ được kéo lên, và cơ nó cũng sẽ được gọn và nó săn chắc cái gương mặt của mình lại. Và gương mặt của em nó không cân nha, bên đây thì lại đầy hơn một chút ở cái chỗ này, những cái đoạn này nó lại bự hơn so với đoạn bên đây. Thế thì mình sẽ phải điều trị. Ví dụ như chỗ này thì mình sẽ làm U-therapy ở đây ít hơn, bên đây nhiều shot, nhiều line hơn. Nhưng mà cái đoạn trên đây thì bên đây thì lại nhiều line hơn tí, để cho nó điêu khắc gương mặt lại của mình. Còn lại cái da mặt mắt ở đây thì mình có một chút nhăn và sạm nữa, thì thôi chị mời em làm công nghệ nano collagen đi, để nó tăng collagen cho mình, nó tăng elastin cho mình ở trên cái lớp mà thượng bì cũng như trung bì của da, và đồng thời nữa làm cho cái da mình được không có khô. Tại vì bây giờ chị thấy da nó khô quá, nó khô vì cái công nghệ nó tăng tới 90% độ ẩm được. Thôi mình để cho mình vui lên ha. Bây giờ trước khi mình điều trị, chị đố mẹ em một chút. Mà nếu em đáp ăn đúng thì có quà. Bắt đầu ha. Dạ dạ. Cổ gì dài nhất? Cổ gì dài nhất hả? Có 10 giây. Cổ điển cũng được, nhưng mà cổ điển thì nó cũng là trong một cái thời khắc của âm nhạc cổ điển, âm nhạc hiện đại. Nhưng mà có một câu đáp án mà nó thấy nó hợp lý hơn nữa. Cổ loa. Cổ loa. Mấy rồi. Cổ xưa. Cổ xưa. Đúng không? Nó cũng có vẻ hợp lý ha. Nhưng mà thôi cổ điển, chị nhìn đôi mắt của em có vẻ giống như không tâm phục khẩu phục, thôi tặng quà luôn. Cảm ơn chị nhiều. Thực ra ngay cái chữ cổ xưa là thấy nó xưa, mà cái xưa nó kéo dài cho tới bây giờ ha. Dạ. Nhưng mà thôi cổ điển của em được, coi như cũng có quà nhá, cho vui vui ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn em, bây giờ mình điều trị ha. Dạ. Em đã nghe câu chuyện vừa rồi trong sóng, nói em sao xinh đẹp, sao em quên là